Là Bí, xin chào các bạn. Mình lại tiếp tục gặp nhau trong video này rồi. Nãy các bạn cũng vừa xem qua một vài cái video mình lấy tên cho Tuyết về cách xịt sên, xịt dưỡng sên. Mình gọi đó là phiên bản anh nhà giàu. Còn mình thì mình xài cách dưỡng sên khác. Phiên bản của mình gọi là phiên bản là con nhà nghèo. Dưỡng sên phiên bản là con nhà nghèo của mình ấy cũng khá đơn giản. Dụng cụ chỉ bao gồm một chai dưỡng sên. Ở đây mình có sẵn cái X50, một cái khăn để phòng cái trường hợp mà dính vào tay mình lau. Và tất nhiên là bạn phải có một cái tờ giấy lót đấy. Thì mình làm gì thì làm, tránh phải dọn sau này. Giấy lót dưới xịt xong lấy cái nó lên vất đi, đỡ mất công phải lau chùi. Nào, mình không thấy rõ nhá, đi thôi. Rồi, sau đây chúng ta bắt đầu cái quá trình mà xịt dưỡng sên phiên bản anh nhà nghèo nhá. Phiên bản anh nhà nghèo của mình ấy, thì nó sẽ lâu hơn phiên bản con nhà giàu nhé các bạn. Con nhà giàu thì các bạn có thể xịt dưỡng sên trong vòng 3 đến 5 phút là xong. Còn anh nhà nghèo của mình ấy, thì bèo lắm mình thấy cũng phải mất 10-15 phút, lâu lắm các bạn. Mình thế này nha, thì mình cũng lắc đều. Đầu tiên mình cũng lắc đều cái chai. Đó. Rồi bây giờ mình xịt các mắt sên. Mình xịt thì mình xịt dạng ít thôi, đừng nhiều như bạn thấy trên hình này. Xịt vào các mắt sên bên ngoài trước. Rồi bắt đầu xịt cái rulo bên trong giữa. Cũng ít thôi. Bắt đầu xịt cái mắt sên bên trong. Cũng chừng chút một, các bạn thấy không? Một ít thôi, ít chừng chút một. Đó. Tiếp tục mình xoay bánh. Cứ thế làm nữa. Thấy xịt như kiểu trên mấy clip kia thì nó hao quá. Những bình xịt của mình này, bình xịt này là X50. À, 400ml. Mà mình xài thì cũng cả chục lần rồi, chưa mới vơi được còn nửa nữa. Xịt được như chắc là xịt là khoảng cỡ 5-6 lần cái hết rồi. Chai này đâu rẻ đâu các bạn. Chai này tính là 260-270 thì... Với cái điều quan trọng là khi bạn xịt nhiều quá thì mình sẽ quay ấy, nó sẽ văng hết. Nên bạn cứ xịt ít vừa đủ là ok. Mèo của mình thì nó đơn giản nè, hơi cực một xí. Nhà nghèo mà, nhà nghèo phải cực chứ, nhà giàu thì phải có quyền, phải có tiền, lo gì, phải không? A few moments later, cuối cùng cũng đã xong. Cho các bạn xem thành quả sau hơn 15 phút, chấm từng mắt một thôi mấy. Không hề dính gì các bạn. Còn cái mắt sơn này nữa, bóng đều đẹp. Bạn nào có cách dưỡng sên hay hơn, hiệu quả hơn thì comment bên dưới nha, để mình cùng tham khảo học hỏi. Video của mình đến hết rồi, các bạn hãy like và subscribe kênh mình nhé. Chào tạm biệt.